Lấn chiếm sân chơi để bày bán hàng ăn, để kinh doanh buôn bán là hình ảnh dễ thấy ở các khu tập thể cũ ở Hà Nội. Không gian vui chơi cho trẻ nhỏ vốn đã khan hiếm, các trang thiết bị nghèo nàn nay lại bị lấn chiếm sử dụng vào mục đích riêng, mặc cho bảng nội quy nằm ngay phía trước. Ghi nhận tại một số khu tập thể như Thành Công, Giảng Võ hay khu tập thể Văn Chương, các sân chơi tập thể khu vực này bị nhiều hộ dân lấn chiếm, tạo nên cảnh nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị, cũng như khiến sân chơi không phát huy được giá trị vốn có. Điều này đã khiến nhiều em nhỏ thiếu địa điểm vui chơi lý tưởng, buộc tràn xuống lòng đường, vỉa hè để đá bóng, tập thể thao, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Nhà cháu ở gần không có chỗ để chơi ạ. Con chơi nhà hết mùa hè ạ. Thiếu các sân chơi công cộng khiến nhiều em nhỏ dần khép mình trong phòng, làm bạn với máy tính bảng, TV. Trong khi đó nhiều công viên tại Hà Nội lại đang bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Điển hình như công viên Hồ Điều Hòa Phùng Khoang thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, được khởi công xây dựng từ năm 2016 giữa dân cư đông đúc, được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang các vật liệu và bị đóng cửa bỏ hoang. Để như thế thì đúng là vừa làm mất cảnh quan và đồng thời nữa vừa lãng phí. Và rất là phí, thực ra là rất là phí. Nếu mà có những cái điểm vui chơi như này thì các cháu ra thì rất là thích. Hè ngày xưa thì không có công nghệ cho nên là các bạn ấy phải tự tìm tòi các nhiều trò chơi, sáng tạo nhiều hơn và vui vẻ, năng sống tốt hơn bây giờ. Các bạn bây giờ thì không có cái môi trường sinh hoạt như trước. Các bạn sẽ bị gắn liền với máy tính điện thoại. Việc tạo ra các sân chơi an toàn, lành mạnh sẽ giúp trẻ em phát triển được cả thể chất và tinh thần, giảm nguy cơ mắc các tai nạn, tệ nạn xã hội. Thế nhưng trước những bất cập trong quy hoạch, cơn khát không gian vui chơi của trẻ vẫn chưa có lời giải.